Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại và phân tích một trận battle, chủ đề mà đã lâu rồi mình chưa làm. Rodan đến từ vũ trụ Masterverse để đấu với Kemazos cũng đến từ vũ trụ này. 1. Kemazos. Kemazos là một Titan giống con dơi xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết đồ họa của Legendary Comics năm 2021 có tên là Kingdom Kong, là phần tiền truyện của phim Godzilla vs Kong. Chiều cao của nó là khoảng 50m và chiều dài là khoảng 122m. Sau khi bị đánh thức bởi King Ghidorah vào năm 2019, Kemazos đã tham gia vào một trận không chiến với các phi công chiến đấu của Monarchy Team tại San Diego. Titan này sau đó trở về nhà của mình bên trong trái đất rỗng, dưới đảo Skull Island, nhưng lại xuất hiện trở lại vào 2 năm sau khi một cơn bão bao trùm đảo và đưa nó vào bóng tối. Kemazos và đám tay sai của nó bay từ trái đất rỗng để tiêu diệt Kong và chiếm đảo. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các phi công từ Monarch, Kong đã có thể đánh bại chúng và đuổi Kemazos trở lại sâu bên trong trái đất rỗng. Các khả năng: Kemazos có khả năng bay, giúp nó đánh bại các máy bay chiến đấu F-35. Khả năng bay cho phép nó thống trị không gian trên cao và có ưu thế trong trận chiến so với Kong. Kemazos sử dụng tiếng thét siêu âm để làm mất phương hướng của Kong và gây thương tổn. Monarch mô tả Kemazos là sinh vật âm thanh. Kemazos phát ra một tiếng thét siêu âm làm vỡ tan tòa nhà và làm mất phương hướng các Titan khác trong trận chiến. Nó sử dụng tiếng kêu này để gây thương tổn cho tai của công trong trận chiến của chúng. Kemazos có móng sắc nhọn giúp nó bắt và nâng các Titan khác lên cao, sau đó thả rơi chúng từ độ cao cực kỳ lớn. Cái đuôi của nó được phủ đầy gai, có khả năng linh hoạt, và một thời điểm nó đã buộc đuôi này quanh cánh tay của Kong để nâng nó lên. Các xương sắc nhọn nổi lên từ cánh bị rách của nó được mô tả là cực kỳ sắc bén, mặc dù không thấy nó sử dụng chúng trong trận chiến. Kemazos đã bị mù do sống trong những khu vực tối nhất của trái đất rỗng, và nó phải dựa vào khả năng định vị tiếng vang để di chuyển. Kemazos kiểm soát một đám dơi lâu la khổng lồ thực hiện các mệnh lệnh của nó. Trong trận chiến với Kong, nó đã sử dụng chúng để tấn công đội phi công của Audrey. Kemazos có thể bắn ra một tia năng lượng từ miệng. Điều này đã được thể hiện trong Justice League vs Godzilla vs Kong. Nhược điểm: Kemazos không thể chịu được ánh nắng mặt trời và không thể hoạt động khi mặt trời ló dạng. Nó bị mất phương hướng và bị đánh bại khi máy bay của Audrey tạo ra một tiếng nổ siêu âm trước mặt nó, cho phép Kong dễ dàng đánh bại nó và đuổi nó trở lại trái đất rỗng. Ngoài việc theo dõi trận chiến giả tưởng giữa hai đối thủ ngày hôm nay, các bạn cũng có thể sắm cho mình một chiếc áo Godzilla hoặc khủng long tại trang aogodzilla.com của mình. Ngạc nhiên chưa? 2. Legendary Rodan. Chiều cao 46,9m, sải cánh 265,5m, trọng lượng 39.043 tấn. Về nguồn gốc của Rodan không rõ ràng, nhưng nó có lẽ là một sinh vật cổ đại vì được miêu tả trong một bức tranh hang động cổ xưa. Những bức tranh tương tự về Godzilla, Mothra và King Ghidorah cho thấy Rodan có thể đã xuất hiện cùng chúng trong quá khứ hoặc được tiên đoán sẽ xuất hiện trong tương lai. Theo Monarch, Rodan đã được nói đến trong các truyền thuyết. Tên của nó được ghi trong nhiều ngôi đền cổ ở các khu vực mà núi lửa hoạt động. Năm 1991, Rodan được Monarch phát hiện đang ở trong magma của núi lửa Isla de Mara ở Mexico. Monarch nói rằng cấu trúc cơ thể của Rodan giống với cấu trúc của Pteranodon. Tuy nhiên, kích thước của nó thì lớn hơn rất nhiều. Các khả năng: tốc độ bay siêu thanh. Rodan có thể bay với tốc độ siêu thanh vượt xa cả các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ. Nó cũng rất linh hoạt khi bay. Rodan có thể tiêu diệt một số máy bay chiến đấu đang đuổi theo nó bằng cách quay vòng và đập cánh. Khi bay ở tốc độ cao nhất, Rodan có thể tạo ra sóng xung kích. Đôi cánh của Rodan tạo ra những luồng gió xoáy có thể san bằng toàn bộ các khối tòa nhà ngay lập tức, bằng cách xé toạc các tòa nhà trên mặt đất và khiến các mảnh vụn bay lên trời. Các nhà khoa học của Monarch cho rằng sải cánh của con quái vật đủ rộng để san bằng nhiều thành phố bằng kỹ thuật này. Về độ bền, Rodan có khả năng chịu đựng nhiệt độ và magma cực tốt, đã ngủ đông bên trong một ngọn núi lửa trong ít nhất vài thập kỷ. Thanh niên này cũng hoàn toàn miễn nhiễm với các loại vũ khí thông thường như súng đạn hoặc tên lửa. Có một lớp đá núi lửa hoạt động như lớp giáp bọc thép cho đôi cánh của Rodan. Đá núi lửa này cũng bao phủ nhiều bộ phận trên cơ thể, giúp Rodan được bảo vệ thêm trong chiến đấu. Khi Mothra đánh vào đầu Rodan bằng một trong những móng vuốt của cô, đòn tấn công không thể xuyên qua da của nó, mặc dù Rodan đã bị tổn thương rõ ràng bởi cú đánh. Rodan cũng sống sót sau khi bị Mothra đâm xuyên ngực. Đòn tấn công chỉ tạm thời làm nó bất tỉnh, sau đó nó tỉnh dậy mà hầu như không hề hấn gì. Tuy nhiên, Rodan đã nhanh chóng bị hạ trong trận chiến với King Ghidorah. Con rồng vàng chỉ sử dụng một đòn bắn chùm trọng lực là đủ cho nó gục. Có cơ thể chứa magma. Rodan có một hệ thống đốt cháy magma bên trong chảy khắp cơ thể. Magma trong cơ thể của nó có thể đạt nhiệt độ 1200 độ C.
Magma này rò rỉ qua hai đầu cánh và có thể đốt cháy đôi cánh của Mothra. Về sức mạnh thể chất, Rodan chủ yếu sử dụng móng vuốt và mỏ của mình trong chiến đấu. Khi bị bao vây bởi các máy bay chiến đấu, nó đã quay vòng và đập chúng bằng cánh. Trong trận chiến với King Ghidorah, Rodan thậm chí có lúc áp đảo cả Ghidorah, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Khả năng làm phun trào núi lửa. Trong tiểu thuyết điện ảnh chính thức Godzilla King of the Monsters, họ nói rằng Rodan có thể khiến núi lửa phun trào chỉ bằng cách bay qua chúng. 3. Phân tích trận chiến. Về kích thước, Rodan cao khoảng 47m, Kemezos cao 50m. Rodan nặng hơn 39.000 tấn, trong khi không có số liệu cân nặng của Kemezos. Tuy nhiên, Titan này vẫn thuộc Monsterverse, nên nhiều khả năng trọng lượng của nó sẽ tương đương với Rodan. Kemezos cao hơn một chút, nhưng Rodan có sải cánh dài hơn. Vì vậy, mình sẽ cho là hai con này có kích thước tương đương nhau. Về trí tuệ, Rodan thì biết nghe lệnh của lãnh đạo, biết đổi phe các kiểu. Kemezos thì biết đâu là thời điểm mà mình có thể hoạt động trong ngày, cũng như biết sử dụng đàn em để hỗ trợ bản thân. Nên mình sẽ cho là hai con có trí tuệ ngang nhau. Về tốc độ, Rodan thì cực kỳ nhanh khi nó có thể bay nhanh hơn các máy bay chiến đấu tốc độ cao và còn tạo ra sóng xung kích khi bay. Tốc độ tấn công khi không chiến của Rodan cũng ngang ngửa King Ghidorah. Kemezos cũng có tốc độ bay rất nhanh nhưng có lẽ sẽ không nhanh bằng Rodan. Mặc dù vậy, tốc độ phản ứng với đòn tấn công của nó có lẽ sẽ ngang ngửa với đối thủ. Về sức mạnh, Rodan đủ khỏe để chịu lực va chạm với King Ghidorah, cũng như các đòn tấn công vật lý của Ghidorah trong thời gian ngắn. Một cái đập cánh nhẹ của nó cũng có thể phá hủy máy bay chiến đấu của quân đội. Nó được cho là đủ thể lực để cày nát cả một thành phố theo cách này. Kemezos đủ khỏe để nhấc King Kong bay lên trời trong vài lần. Trận chiến giữa nó với Kong xảy ra vào năm 2021, nên lúc này Kong đã lớn hết cỡ và cao 103m. Như vậy cả hai con đều rất khỏe về sức mạnh. Về vũ khí, Rodan có thể sử dụng mỏ và móng vuốt, những thứ này chắc chắn là rất cứng và sắc bén. Đặc biệt là magma 1200 độ C rò rỉ qua cánh. Nó có thể dùng magma này để đốt cháy địch thủ nếu muốn. Kemezos cũng có những vũ khí cận chiến tương tự là cánh và móng vuốt. Ngoài ra nó có thêm chiếc đuôi khỏe có thể cầm nắm. Đặc biệt là tuyệt chiêu sư tử hống có thể khiến Rodan đứng hình. Còn đám tay sai của Kemezos thì có lẽ không gây được khó khăn gì cho Rodan vì chúng quá yếu. Tuyệt chiêu bắn beam của nó thì lại ở một tựa chuyện khác nên mình sẽ không tính vào đây. Về sức chịu đựng, Rodan có thể chịu vài đòn tấn công vật lý của King Ghidorah mà vẫn chiến đấu tốt, mặc dù đã bị đánh ngã ngay sau khi ăn một đòn Gravity Beam của Ghidorah. Và đòn này chỉ làm Rodan gục chứ không làm cho nó bị vết thương nào rõ ràng trên thân thể cả. Rodan có thể chịu được chất độc từ vòi chích của Mothra mà không chết. Lớp da của Rodan như mình đã nói được bọc lớp đá núi lửa cứng như thép. Ngoài ra nó còn có dòng dung nham nóng chảy trong huyết quản. Kemezos có thể chịu được các đòn tấn công vật lý như quăng quật, đấm từ King Kong mà không hề thấy nó chảy máu ra ngoài. Tuy nhiên cuối cùng sau khi bị đấm quá nhiều thì nó cũng đã gục xuống và thua trận. Ta thấy sức chịu đựng của cả hai đều rất ấn tượng. Tổng kết, có thể thấy hai Titan này khá tương đồng về kích thước và sức mạnh. Ngoài các đòn tấn công vật lý, Kemezos có thể làm Rodan tổn thương bằng tiếng thét siêu âm của mình. Còn Rodan có thể làm tổn thương Kemezos bằng đôi cánh dung nham nóng chảy. Nó có thể gây sát thương bằng cách ôm hoặc đè đối thủ. Ngoài ra như mình đã đề cập, Rodan có thể tạo ra tiếng nổ siêu âm bằng cách đập cánh nhanh. Và Kemezos vô tình lại bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ siêu âm này như mình đã đề cập trước đó, thứ khiến nó bị mất lợi thế trước Kong. Bên cạnh đó, nếu như Kemezos sử dụng các đòn tấn công vật lý lên Rodan thì nó có thể bị ảnh hưởng bởi magma trên cơ thể con quỷ lửa. Nên có lẽ kèo này mình sẽ nghiêng khả năng chiến thắng về phía Rodan. Theo mình, tỷ lệ thắng của Rodan sẽ là 60% và của Kemezos sẽ là 40%. Nhân tiện, hiện tại mình đang làm song song một kênh review phim tên là 8 tù tì. Các bạn có thể đăng ký và xem để ủng hộ mình nhé. Video của mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại trong lần tới.